Xin kính chào quý vị. Nhân dịp đầu xuân mới Đinh Dậu, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với vùng đất biển Quy Nhơn để tìm hiểu về một bài võ cổ truyền, bài võ Hùng Kê Quyền. Hùng Kê Quyền do một trong ba anh em nhà Tây Sơn, Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tạo ra và lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Bài võ Hùng Kê Quyền dựa trên lối đánh của chú gà trọi và là một trong những bài võ tiêu biểu trong hệ thống võ thuật cổ truyền Việt Nam. Tương truyền, bài võ Hùng Kê Quyền do Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tạo ra dựa theo tư thế chiến đấu của chú gà trọi. Đây cũng là một trong 7 bài trường quyền tiêu biểu của võ cổ truyền Việt Nam. Một trong những nét đặc trưng của võ cổ truyền Bình Định đó là những bài thiệu. Bài thiệu chính là những bài thơ mô tả các chiêu thức, đòn thế trong bài võ. Bá tổ Hùng Kê Quyền, lưỡng cơ gia thủ Thúy Tranh Hùng, xung túc tờ phi, chảo thuận xung, chẳng hải kim thương như bạch hổ, thủ quan ngân kiếm tựa thanh long, xuyên cung độc tiễn, tinh ưu trác, hoài thủ đơn câu, thả tứ hùng, thiểu tẩu dược châm, thiên sở tứ, nhu cương cường nhược tận kỳ trung. Dịch nghĩa bài thiệu Hùng Kê Quyền: hai gà đối chọi quyết tranh hùng, đôi chân cùng bay móng hất tung, chấn ải thương vàng như cọp trắng, giữ quan kiếm bạc tựa thanh long, tên độc lút hầu ngầm nơi mỏ, ngoái đầu đâm ngực địch đến cùng, chạy nhảy luồn hụp xoay tứ phía, mềm cứng yếu mạnh ngầm ở trong. Hùng Kê Quyền là cái bài của do Đông Định Vương Nguyễn Lữ sáng tác. Thì cái bài này ông sáng tác ra, ông nghiên cứu một số đòn thế từ gà chọi mà ra, phù hợp cái dáng dấp mà phù hợp với cái dáng người Việt Nam. Nhỏ thì có thể là đánh lớn, thấp có thể đánh cao, ít thì có thể đánh nhiều. Vì cái bài này sử dụng cái chỉ, là cái động tác là nhất chương chỉ, là dùng điểm huyệt. Đông Định Vương Nguyễn Lữ là em út trong ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Trong ba anh em thì ông là người có thể chất nhỏ con và không khỏe mạnh như các anh của mình. Tuy nhiên, ông lại là người có tư chất võ học hơn người và rất say mê võ thuật. Ông cũng rất mê đá gà trọi. Trong một lần quan sát trận đá gà, chứng kiến một chú gà nhỏ hơn lại có thể đánh thắng một chú gà trọi to lớn, ông đã ngộ ra một bài quyền pháp lấy tên là Hùng Kê Quyền. Hùng Kê Quyền là bài võ sử dụng chỉ pháp nhất dương chỉ để đâm chọc các yếu huyệt trên cơ thể người. Bài võ này rất phù hợp với thể trạng nhỏ bé của ông, với nguyên lý lấy yếu đánh mạnh, nhỏ đánh lớn, gần chống xa, thấp chống cao, bộ tay mô phỏng chiếc mỏ, cựa của chú gà trọi. Các thế võ dựa trên các đòn thế chiến đấu của chú gà trọi với các đòn đá móc, đá thẳng, mổ, móc, tấn công vào các yếu huyệt trên cơ thể như mắt, yết hầu, thái dương. Kính thưa quý vị và các bạn, bài võ Hùng Kê Quyền đã được lưu truyền trong dân gian do Đông Định Vương Nguyễn Lữ truyền dạy cho các thế hệ con cháu ở đất Bình Định. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ võ sư Nguyễn Văn Cảnh để cùng chia sẻ với ông về những phân thế và những ứng dụng của bài võ Hùng Kê Quyền trong thực chiến. Hùng Kê Quyền thì sử dụng nhất là cái bộ tay, gồm những ngón trỏ là cái nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ. Và các ngón tay khép lại là giống như là cái cửa. Cái này là cái miệng của con gà và cái này là cửa của con gà. Đó. Nên là cái khi sử dụng là cái bàn tay có thể là gạt, đâm, hoặc là tay bắt, móc. Chẳng hạn khi là người ta họ sử dụng, người ta họ đánh vào. Đó, thì tay thế này, gạt, có thể là điểm huyệt, có thể là điểm vào. Yết hầu rồi. Yết hầu.
khi tiếp tục. Để luyện tập bài võ này, các võ sinh cần được rèn luyện các kỹ thuật điểm huyệt và phải tập đâm cát trong thời gian dài để ngón tay cứng rắn, xuyên phá được những yếu huyệt. Hùng cây quyền tôi về nói, lưỡng kê giao nạp thí tranh hùng là hai con gà nó đấu nhau. Song túc tề phi tráo thượng sung là vì sao? Hai cái chân nó đồng loạt, nó bay lên, nó đá cái tráo, nghĩa là các cái ngón gà nó đá chụp ở trên xuống, nó đá cái băng lưng hoặc đá trên xó. Song túc là hai chân tề phi, nó đồng loạt, nó nhảy lên. Tráo thượng sung nó đá tráo, tráo là như hố thì có hố tráo, con gà nó cũng có tráo, là dùng các cái ngón nó đá từ trên xuống, gọi là tráo. Bài võ Hùng Kê Quyền ra đời đúng vào lúc nhà Tây Sơn đang chiêu mộ nghĩa quân và cần thao luyện binh mã một cách nhanh chóng. Mà luyện các loại quyền pháp của các môn võ truyền thống khi đó phải mất đến hàng chục năm, không kịp cho các binh sĩ mới rèn luyện và tham gia chiến đấu. Với ưu điểm nhanh nhẹn, linh hoạt, phù hợp với thể chất nhỏ con của người Việt khi đó, bài võ Hùng Kê Quyền đã được truyền dạy phổ biến trong nghĩa quân Tây Sơn và đem lại hiệu quả trên chiến trường, góp công lớn trong nhiều chiến thắng của vua Quang Trung. Bài võ Hùng Kê Quyền là một trong số những bài quyền có nguồn gốc thuần Việt được lưu truyền cho đến ngày nay. Hùng Kê Quyền là một trong 6 bài trường quyền của võ cổ truyền Bình Định. Chúng tôi thấy rằng là đối với cái bài của Đông Định Vương Nguyễn Lữ là nghiên cứu về cái võ của các con gà đá. Trong quá trình tập luyện và thi đấu thì cái bài này có tác dụng rất là tốt và đặc biệt là người Bình Định sử dụng rất nhiều. Hùng Kê Quyền đã trở thành bài võ huyền thoại được lưu truyền phổ biến ở Bình Định nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng có thể coi là một món đặc sản và là niềm tự hào của mỗi người dân Bình Định. Nhằm phát huy truyền thống của vùng đất võ trời văn, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã thí điểm đưa võ cổ truyền vào giảng dạy và truyền thụ trong trường học. Đây là một hoạt động bổ ích, vừa giúp các em học sinh rèn luyện thể chất, vừa phát huy giá trị văn hóa của dân tộc. Thì nhằm nâng cao công tác bảo tồn và phát huy võ cổ truyền Bình Định trong thời gian tới, thì vừa rồi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái chỉ thị 03 đưa cái võ cổ truyền vào trong trường học. Mà ban chuyên môn là chốt lấy một cái bài, hai bài đó là một là bài Hùng Cơ Quyền, hai là bài Đô Thái Sơn. Thì bài Hùng Cơ Quyền thì nó có những cái rất là đa dạng và phong phú. Tuy nhiên nó cũng rất là dễ tập, mà cho các cháu trong cái hệ học sinh thiếu niên là tập được. Thì trong cái thời gian sắp tới thì theo cái chỉ thị 03 của Ủy ban tỉnh ấy, thì trung tâm võ sẽ tiến hành là đưa cái hoạt động võ này đi khắp các tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Hùng Kê Quyền là một trong những bài quyền được lựa chọn để giảng dạy trong các trường học, do uy lực của bài võ nguyên bản rất mạnh và tính sát thương cao, nên các võ sư đã tìm cách rút gọn lại và giảm bớt các kỹ thuật có tính sát thương để có thể đưa vào giảng dạy trong trường học. Căn cứ vào lứa tuổi và thể chất của các em học sinh, các huấn luyện viên giảng dạy đã thay đổi các chiêu thức, đòn thế cho phù hợp, giảm bớt độ khó để các em dễ tiếp thu và phù hợp với thể trạng. Hoạt động bổ ích này được các em nhỏ cũng như phụ huynh rất thích thú và hào hứng tham gia. Khi mà tôi cho các cháu nó theo học cái môn võ cổ truyền này á, thì cái thứ nhất là để tập thể lực cho các em, rèn luyện thể lực. Cái thứ hai là cái tính nhạy bén trong cuộc sống. Đó. Và cái thứ ba nữa, tức là nó còn là một trong những cái bộ môn gọi là độc đáo của Bình Định, đó là võ cổ truyền. Bộ môn võ này là được các ông sử dụng, vào những cái bài võ của các ông sáng tạo ra thì cho đến bây giờ nó vẫn còn, tức là được gìn giữ và phát triển rất là mạnh. Tôi rất lấy làm tự hào vì là người dân của đất Bình Định với một truyền thống lịch sử rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam, đó là
nền văn hóa lịch sử Quang Trung Đại Phái Quân Thanh. Và từ đó tôi mới nghiền ngẫm được là chúng ta có một quá trình truyền thống lịch sử lâu đời. Tôi phát huy được cái truyền thống yêu nước, truyền thống yêu quê hương Bình Định bằng cách là đi học võ để nhằm giúp ích cho bản thân về sức khỏe, rèn luyện cũng như là bảo vệ tổ quốc và rèn luyện sức khỏe. Hùng Quê Quyền là một bài võ rất là nổi tiếng. Riêng tôi và nhiều đồng nghiệp cũng có theo để tập luyện môn này để mà rèn luyện sức khỏe và để tự vệ. Bài võ Hùng Kê Quyền là biểu tượng của tinh thần chiến đấu anh dũng bất khuất, với tinh thần lấy yếu chống mạnh, thấp có thể đánh cao, nhỏ có thể đánh lớn, ít có thể đánh nhiều, gần có thể đánh xa. Đây không chỉ là một bài võ cổ truyền, mà còn là một di sản văn hóa vô giá trong kho tàng văn hóa dân gian của dân tộc.